hồn tông đồ của đấng sáng lập. Trong tông thư năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng việc nhìn lại nguồn cội của một hồi dòng không phải là việc khảo cổ lịch sử hoặc để nhớ nhung vô ích, mà đúng hơn là nhìn lại hành trình các thế hệ đã qua để đón nhận các gợi hứng, các ý hướng, các dự án, các giá trị đã thúc đẩy đấng tổ phụ lập nên hội dòng. Vì vậy, nhân dịp sinh nhật trên trời lần thứ 344 của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte và bế mạc tổng tu nghỉ khóa 9 với chủ đề Sứ vụ loan báo tin mừng theo tinh thần Đức Cha Lambert, chị em hội dòng mến Thánh Giá Vinh cùng nhau đọc lại và suy gẫm về ơn gọi cũng như cuộc đời thánh thiền của đấng sáng lập, để một lần nữa khơi nguồn diệu cảm nguyên khởi và hồn tông đồ cao quý của Ngài mà kiện toàn sức sống hiện tại tương lai của hội dòng. Nhìn vào cuộc đời của Đức Cha Lambert, có thể nhận định rằng tâm hồn tông đồ thừa sai như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời của Ngài và là nền tảng làm nên những thành tựu của một nhà truyền giáo vĩ đại. Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, đấng sáng lập dòng mến thánh giá, là một trong ba vị giám mục thừa sai người Pháp tiên khởi trong chức vụ đại diện tông tòa được gửi sang truyền giáo tại miền Đông Nam Á vào thế kỷ thứ 17 và là một trong hai vị đồng sáng lập hội thừa sai Paris. Riêng với giáo hội Việt Nam, sự đóng góp của Đức Cha Lambert thật là lớn lao. Bởi lẽ, chính Ngài là người truyền chức cho các linh mục bản xứ đầu tiên, khai sinh hàng giáo sĩ địa phương, là giám đốc tiên khởi của các chủng viện Đông Nam Á và là đấng sáng lập dòng mến thánh giá, được xem như dòng nữ bản xứ đầu tiên của châu Á tại Đàng Trong, Đàng Ngoài và Thái Lan. Sát cánh với các vị thừa sai khác, Ngài đã gieo vào lòng giáo hội Công giáo Việt Nam một nền linh đạo tập trung vào Chúa Kitô chịu đóng đinh. Để chính nền linh đạo này đã trở nên động lực vững chắc, thúc đẩy hàng trăm ngàn tín hữu Việt Nam mạnh dạn tuyên xưng đức tin trong suốt gần 300 năm cấm đạo. Trong linh đạo mến thánh giá, Đức Cha Lambert luôn đặt Chúa Kitô chịu đóng đinh là trung tâm điểm và xem người tông đồ trong sự tiếp nối sứ mạng cứu thế của người. Vì Chúa Kitô đã cứu độ thế giới bằng hy sinh, thì người tông đồ cũng có sứ mạng tiếp nối cuộc đời lữ thứ và hy sinh của người cho đến tận thế. Có thể nói rằng, hồn tông đồ của Đức Cha Lambert được thể hiện rõ ràng nhất qua linh đạo, tìm kiếm sự hiểu biết, yêu mến và bắt chước Chúa Kitô chịu đóng đinh trên ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ. Theo Đức Cha Lambert, người tông đồ trong khi thi hành sứ vụ phải biết dung hòa giữa chiêm niệm và hoạt động. Chiêm niệm và hoạt động bổ túc cho nhau và đan kết vào nhau. Chiêm niệm phải là linh hồn của hoạt động và hoạt động là kết quả của việc kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Nhiều lần Ngài đã nhắn nhủ, trước khi gieo vãi hạt giống phúc âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc từ trời ra xuống trên cánh đồng. Theo Ngài, người tông đồ phải là người có đời sống trổi vượt phi thường, thấm nhuần tinh thần phúc âm và trung thành sống linh đạo phúc âm. Theo đó, đời sống của người tông đồ sẽ luôn tập trung vào Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn bằng một tình yêu thực tiễn. Tắt một lời, hồn tông đồ của Đức Cha Lambert đã trở nên lẽ sống của dòng mến thánh giá, cũng như của mỗi nữ tu mang thánh hiệu mến thánh giá qua bao thế hệ. Trong khi chiêm ngắm dung mạo và hồn tông đồ của Đức Cha Lambert, chị em mến thánh giá Vinh không ngớt dâng lời tạ ơn vì nguồn phúc lành trào tràn mà hội dòng đang được nhận lãnh. Chị em quyết tâm nội tâm hóa lòng biết ơn của mình bằng chính đời sống thánh thiền, dấn thân cho công cuộc truyền giáo của giáo hội và hội dòng, đồng thời biết cùng nhau trở về nguồn để trân trọng, bảo tồn và phát huy những nét đẹp trong linh đạo của đấng sáng lập kính yêu. Đặc biệt trong khung cảnh luồng gió mới của tổng tu nghỉ khóa 9,
chị em quyết tâm làm cho hồn tông đồ của đấng sáng lập phủ bóng trên toàn hội dòng và thấm nhuần sâu vào từng trái tim của mỗi người. Để rồi với nguồn năng lượng thiêng liêng mới, chị em sẵn sàng sải bước ra đi tới những ngóc ngách của cuộc sống, truyền thông tin mừng và làm cho dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa nơi đấng chịu đóng đinh ngày càng rõ nét hơn trong thế giới hôm nay.